Đây. Rồi, cách 3 nha các bạn. Cách 3 chứng minh MB bằng NB. Thì ta có nè, đường này đường gì ạ? À? Ta có đường M. MN là đường trung trực của đoạn gì ạ? À? Trung trực của đoạn AB. Thì từ đây suy ra điều gì ạ? À? Đây nha, đây là tính chất của trung trực nha các bạn. Đường này là đường trung trực thì từ điểm này nè đến hai cái đầu mút này nè thì nó bằng nhau. Đó là tính chất của đường trung trực nha. Mình nói lại nha, đường này là đường trung trực thì từ cái đầu mút nè, bất kỳ một điểm trên cái đường trung trực này cũng cắt đều hai cái đầu mút này. Vậy từ đây mình suy ra MA bằng MB và NA bằng NB. Được chưa? Mà mình có đề bài cho là MA bằng N NA. Thằng này bằng thằng này, vậy suy ra thằng này bằng thằng này, vậy suy ra MB bằng N NB. Ok cho bạn tin, đó là cách 3 nha bạn.